tới 100 người. Bây giờ mình đang ở Portland Auto Show, thì các bạn hãy cùng mình đi tham quan chiếc xe đang có mặt ở đây nha. Ok, thì đứng bên cạnh mình bây giờ là chiếc Camry TRD đời 2020, động cơ V6. Chiếc xe này có khoảng tầm 300 horsepower, thì các bạn hãy cùng mình đi qua những điểm đặc biệt của chiếc xe này nha. Ok, thì điểm khác biệt của chiếc Camry này đối với chiếc Camry bình thường là cái cánh sau. Thì cánh sau này có thể làm cho chiếc xe có more downforce, thì khi bạn chạy nhanh nó sẽ stable hơn và giúp bạn chạy nhanh hơn. Thì cái điểm đặc biệt của chiếc xe này là mấy cái trim nó là được black out hơn. Vào trong và cho các bạn xem chi tiết bên trong. Ok, thì bây giờ mình đang ở bên trong chiếc Camry TRD. Nội thất của chiếc này đen, màu đỏ. Thì màu đen là màu chủ đạo, còn đỏ là màu mấy cái stitching và cái detail của chiếc xe. Ghế cũng kết hợp giữa đỏ và đen luôn. Đen ngoài cũng là màu đỏ. Chiếc xe này nó có cái option là cho Sport. Thì nếu mà các bạn muốn chạy nhanh hơn, các bạn sẽ bấm Sport. Ok, thì các bạn hãy cùng mình đi đến chiếc xe tiếp theo nha. Ok, bây giờ mình đang ở trong chiếc Dodge Challenger RT, động cơ V8, rất là mạnh mẽ. Thì chiếc xe này rất là hiếm ở Việt Nam vì cái size của nó quá là khủng và cái động cơ của nó quá mạnh cho đường xá ở Việt Nam. Thì các bạn hãy xem xung quanh chiếc xe này, nội thất ở trong. Thì ở đây nó có cái paddle shift, cái tay lái màu đen. Cái đồng hồ của nó là bằng analog, với lại một phần nữa ngay đây là điện tử. Thì nó kết hợp giữa cổ điển. Cái này thì cái design của nó là được ảnh hưởng bởi những chiếc RT cũ, những chiếc Dodge Challenger cũ. Còn cái màn hình này là màn hình thời đại hiện đại. Chiếc xe này chỉ có như vậy thôi. Thì cái nội thất của ngoài nó là màu xám. Thì các bạn hãy xem cái video rồi các bạn sẽ tự hưởng chiếc xe này nha. Thì bây giờ mình đang đứng trước chỗ những chiếc xe siêu xe. Cái là chiếc Aventador S vui chồng. Còn bên phải là chiếc Lamborghini Urus. Cái Lamborghini Urus màu xám. Thì nếu mà không nhầm thì ở Việt Nam cũng có vài chiếc như vậy rồi. Còn chiếc Lamborghini Aventador S thì chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Trái của mình là chiếc McLaren GT, chiếc này mới vừa ra. Thì khoảng là vài tháng nữa nó sẽ deliver. Còn bên phải là chiếc McLaren 720S convertible. Thì chiếc này chỉ có một chiếc duy nhất ở Việt Nam thôi. Chứ hồi xưa mình là dạng xe của Ferrari. Thì chiếc ngày đó, chiếc màu đỏ tạo này là chiếc 488 GTB. Ngoài sau đó, xa là chiếc Ferrari mới. Bây giờ đi qua đây. Portofino. Chiếc Ferrari Portofino. Cả mấy nữa là chiếc FA Tributo. Chiếc này mới ra của Ferrari. Chiếc này là 488 Italia, chiếc rất là tốt cho giá tiền hiện tại. Ngoài sau là chiếc Ferrari 360. Ngoài sau thông minh là chiếc Rolls Royce Cullinan, một trong những viên kim cương của dạng SUV trên thế giới. Thì chiếc xe này có động cơ W12, ngoại thất màu đen và nội thất màu nâu đậm, rất là sexy và sang trọng. Phía ngoài có là black on black cũng như là đen hết luôn, cả bánh xe, cửa sổ và màu sơn. Cái này là toàn là screen hết. Thì mình sẽ mình vẫn mất tiếng. Ok, thì mình không biết chiếc sử dụng chiếc này. Đương nhiên là tại vì chiếc xe này mà mình không có. Thì nội thất của chiếc này là màu đỏ. Chiếc này là full electric nên mọi thứ bên trong đều rất là hiện đại. Thì đây là màn hình để chỉnh nhiệt độ này nọ.
Đây là cái navigation system, còn đây là tốc độ của bạn sẽ được hiển thị trên này. Thì chiếc xe này shift gear ngay đây, bạn chỉ cần chỉnh drive mode ngay đây thôi. Đây là quạt gió, đây là đèn, và đây là chế độ chạy tự động, tăng tốc, giảm tốc. Các bạn có thể giao diện với chiếc xe bằng những nút bấm ngay đây, rất là hiện đại. Còn nút khởi động của chiếc xe là ngay đây, khởi động ngay đây. Chuyển chế độ chạy là bằng cái nút ngay đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách đi ra và đi vô siêu xe như thế nào cho nó sang. Thì đầu tiên các bạn sẽ đặt đít của các bạn xuống ghế. Ok, và sau đó để đầu vô và để hai cái tay vô. Ok, rất là sang trọng và chảnh chọe. Cách đi ra là bạn để chân một chân ra. Ta-da. Ok, thì ngoài sau lưng mình là chiếc Audi R8 V10 đời 2020 luôn. Thì đời 2020 cái van ngày đây được inspire bởi Lambo. Chiếc grill của nó thì nó làm tối giản hơn một chút, nhỏ hơn một chút, nhưng mà nhìn nó rất là sáng chậu. Cái màu sơn chỉ là màu trắng xám. Chỉ tiết màu xám. Cái bánh này nếu mình không nhập thì nó là option $5,000. Thì những chiếc đời cũ của người đã hàng 10 thì nó là nguyên một miếng thôi mình như đây. Còn bây giờ nó sẽ cắt ngang cái phần này ra. Tất cả những chi tiết những xe này đều làm bằng carbon fiber rất là mắc tiền. Hai cái ống xả của nó, bạn có thể bỏ hai cái bàn tay vô vẫn được. Ok, ngoài sau mình là chiếc Audi Q8. Thì chiếc xe này thay vì không có review được chiếc Lamborghini Urus thì mình review chiếc này. Thì ngoại thất chiếc này là màu đen, cái đèn của nó rất là hiện đại. Ở đây thì là màn 22 inch với red caliper. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào bên trong và review chi tiết bên trong chiếc xe. Ok, thì bây giờ mình đang ở trong chiếc Audi Q8. Thì chiếc này, thì mình không review được chiếc Lamborghini Urus, thì mình review chiếc này. Thì chiếc này xài chung chassis và động cơ với chiếc Lamborghini Urus. Nội thất ở bên trong chiếc xe này rất là sang trọng, rất là sang chảnh. Thì đây là nguyên một cái hàng hình rất là bự. Cái nội thất này là newly developed bởi Audi. Còn đây là một cái cần xe. Cái cần xe này rất là solid, vừa cái bàn tay của một người bình thường. Đây là cái vô lăng. Thì cái tư thế ngồi của chiếc xe này rất là thể thao. Mình cao 1m8 thì mình có một khoảng đầu, một khoảng trống rất là cao. Ở trên này có một cái auto sunroof thì các bạn có thể mở được, nhưng mà bây giờ chiếc xe này đang tạm thời tắt máy nên các bạn không mở được. Thì cái nút bấm, nút khởi động xe nó là ngay đây. Nó rất là dễ dàng để sử dụng cho một người có nhu cầu mua chiếc xe này. Cái nội thất của chiếc xe này bao gồm màu đen với lại màu nâu, rất là sang trọng. Thì chiếc xe này có giá khoảng tầm $86,000, coi như là khoảng là gần 2 tỷ tiền Việt Nam. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đang ở trong chiếc Lexus RCF. Thì chiếc xe này là một trong những dòng xe thể thao rẻ tiền của Lexus. Thì chiếc này là dùng động cơ V6. Chiếc xe này nó là paddle shift, dùng paddle shift để tăng tốc. Nội thất màu đỏ kèm theo màu đen. Ở đây có một cái đồng hồ để hiển thị giờ rất là sang trọng. Ở đây thì là một cái màn hình. Thì cái màn hình này, cái interface của nó giống như là của Honda vậy. Ôi, của Toyota chứ. Cái màn hình đây, cái interface của nó rất là giống của Toyota. Thì Lexus là một thương hiệu cao của Toyota, nhưng mà nội thất của nó dùng part của Toyota. Thì các bạn thấy ở đây, cái nội thất của nó cũng không có sang trọng như là những chiếc Mercedes, Land Rover hoặc là những xe hiệu Đức. Những chi tiết của nó thì cũng là bằng nhựa. Cái nút bấm thì nó cũng không có cảm giác tốt bằng xe Đức. Nhưng mà chiếc xe này thì vì vậy nó rất là rẻ tiền. Các bạn muốn bắt đầu chạy xe thể thao thì đây là một trong những chiếc xe đáng giá mua ngay tại thời điểm hiện tại.
Ok, thì cũng như các bạn đã thấy cái nội thất của chiếc RCF màu đỏ, thì đây là chiếc RCF màu đen, có nhiều option hơn. Chiếc xe này có giá 89.449 đồng với full carbon fiber option, bánh màu đen, carbon fiber. This side fender vẫn là carbon fiber. Phía sau này thì cái spoiler của nó cũng làm bằng carbon fiber. Nói chung là chiếc xe này cái chủ đề của nó là màu đen và carbon fiber. Bây giờ mình đang ở trong chiếc Land Rover. Thì cái nội thất update của Range Rover hiện tại rất là hiện đại. Thì đây là một trong những cái nút chỉnh nhiệt độ và volume ở đây. Đây là cái tay nắm. Thì cái nội thất này là bằng aluminum, rất là sang trọng. Ngay đây là cũng là aluminum, nhưng mà với một cái pattern khác. Nút khởi động startup ngay đây. Ngay đây là cái vô lăng rất là mới bằng Alcantara. Nội thất ở trong chiếc xe hoàn toàn là bằng cảm biến hết. Hai cái nút bấm là bằng aluminum hết. Mọi thứ là đều bằng điện tử. Ở đây thì cũng có một cái tay cầm để cho các bạn đỡ tay. Có thể để lên để mình dựa ngay đây hoặc là kéo xuống. Thì đây là cái view mà các bạn có thể thấy khi mà chạy xe rất là cao. Các bạn có thể vượt mọi địa hình, đi mọi nơi nếu các bạn muốn. Bây giờ mình đang ở trong chiếc Defender. Thì chiếc này là một cái bản remodel của chiếc cũ. Thì chiếc này mục đích của nó là đi off-road only. Thì về cái điểm sang trọng thì nó cũng không có sang trọng bằng chiếc Range Rover bình thường. Nhưng mà các bạn thấy thì cái technology của nó cũng rất là tốt. Thì ngay đây là cái màn hình. Cái màn hình của nó là hoàn toàn là một cái screen. Rất là tiện lợi. Bạn có thể chỉnh cái coi phim, chỉnh những cái option bằng cái nút ngay đây. Đó. Cái nút này, ngoài các bạn chỉnh option này nọ. Mình cũng không biết xài như thế nào nhưng mà mình biết đây là những cái nút. Thì đây là cái những cái nút để mở garage. Còn đây là những cái nút để chuyển tùy chỗ. Thì bây giờ nó là một cái kiến. Nhưng mà các bạn có thể chuyển thành một cái màn hình vẫn được. Thì cái nội thất của nó rất là đơn giản, làm bằng nhựa và Alcantara cho cái vẻ sang trọng. Ok, thì đây là một trong những cái ngăn. Cái ngăn này là ngăn lạnh, các bạn có thể để nước để lúc các bạn đi cắm trại hoặc là đi leo núi có thể có nước để uống. Chỗ này có cái sạc điện thoại wireless. Thì là những cái nút mà để chỉnh cho cái màn hình ngay đây. Nút on off và chỉnh volume. Và đây là cái nút khởi động xe. Thì chiếc xe này nội thất của nó khá là đơn giản, dễ sử dụng cho những bạn mà muốn đi off road hoặc đi leo núi. Ok, bên cạnh mình đây là chiếc Lexus LX đời 2020, LX 570 với all wheel drive. Thì chiếc xe này có giá khởi điểm là 86.480 đô. Còn chiếc xe ngay đây với giá là 100.300 đô. Xe này dùng động cơ V8 283 horsepower. Cái bánh của nó là 20 inch. Thì đây là cái bảng option của chiếc xe này. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong xe và coi nha. Ok, thì hiện tại mình đang ở trong chiếc Lexus GX. Thì chiếc xe này ở Việt Nam rất là chủ, và thị trường châu Á cũng như là thị trường Trung Đông rất là chủ chiếc xe này. Tại vì nó rất là sang và cao. Ngay đây, cái giữa này rất là bự, rất là thoải mái để chạy xe. Ngay đây, mọi cái nút ngay đây đều là analog hết và nó rất là solid. Cái representation, cái hiện diện của nó cũng rất là tốt. Chiếc xe này, cái ốp mình đang dùng để mở quạt để tắt. Ok, thì cái màn hình này cũng là cái interface của Toyota, một trong những điểm không có tốt về Lexus. Cái đồng hồ ngay đây, xe này có sử dụng loa của Mark Levinson, một trong những loa tốt nhất của xe hơi. Đây là vô lăng của nó là làm bằng gỗ với lại bọc da. Cảm giác lái rất là solid. Thì hai cái này là hai cái paddle shift, cảm giác rất là solid luôn. Cũng như các bạn nghe thấy thì nó rất là cứng cáp. Đây là cái nút khởi động và đây là những cái option mà các bạn có thể điều chỉnh cho xe của mình. Ngay đây là một vài option để các bạn chạy off road. Thì ngay đây là cái nút chỉnh differential, nút chỉnh cân bằng điện tử. Ngay đây là cái nút mà để đi địa hình. Ngay đây là chống trơn, chống trượt. Còn cái này là lock cái differential của chiếc xe.
nếu mình cũng không biết differential nghĩa là gì nữa nên mình sẽ insert cái định nghĩa ngay đây. Ok, còn cái này là activate cái second drive. Thì người ta đã lấy cái nút cần số ra rồi, nhưng mà các bạn thấy thì chiếc xe này có 1, 2, 3, 4, 5 cái driving option là park, reverse, neutral, drive, sport. Thì các bạn có thể tùy chỉnh cái option mà các bạn muốn. Thì ngay đây là một trong những cái chỗ mà các bạn có thể điều chỉnh để chỉnh cái giao diện trên màn hình này. Đó, các bạn có map nè. Các bạn có thể điều chỉnh cái joystick để đi qua đi lại bằng cái này. Rất là tiện lợi. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích video này, hãy like, subscribe và share video của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.